mươi 3767. Điểm hoa, sáu con tiết lộc kéo một cỗ xe hoa chạy nhanh trên đường phố rộng trăm trường. Tiến vào không gian truyền tống trận tại ngã ba con phố. Rốt cục đi vào tòa thành chỗ thần nữ lâu. Thần nữ thập nhị phường. 180 lâu. Thế lực trải rộng khắp thiên đình cùng địa ngục giới. Sau cái chết của Bạch Hoàng Hậu. Thần nữ thập nhị phường do Trương Nhược Trần cùng Bạch Khanh Nhi tiếp quản. Trải qua hơn một vạn năm phát triển. Thực lực so sánh với trước kia tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần. Dù là thiên hạ đại loạn, chư thần phân tranh, giết chóc không ngừng, nhưng thần nữ lâu lại càng phồn hoa, thịnh vượng hơn, Trương Nhược Trần ngồi trong xe hoa, tâm niệm tư tán, cảm ứng được thiên cơ biến hóa trong thời không vô hình. Đã qua lâu như vậy, kỳ phạm tâm đều không có đến bất tử thần thành hội hợp. Trương Nhược Trần trong lòng làm sao có thể không lo lắng? Nhưng, nếu thật xảy ra chuyện Trương Nhược Trần sẽ cảm ứng được một chút hung cát, không đến mức không có chút ba động nào. Trương Nhược Trần thu hồi tâm niệm, thầm nghĩ, chẳng lẽ đã sinh cái gì biến cố gì? Có thái sư phụ cho miếng ngọc phỉ thúy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ, lấy phạm tâm tinh thần lực, muốn vô thanh vô tức đưa nàng cầm xuống. tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nếu thật xảy ra chuyện. Hư thiên và thiên mỗ không có khả năng không biết. Trương Nhược Trần trong lòng ổn định một chút thần nữ lâu của bất tử thần thành, được xây dựng trên một tòa thần sơn cao 7.000 mét. Ngọn núi nguy nga, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi có thể thấy được thác nước trăm trường, huyết sắc thánh thủ, trên ban công từng tòa thần nữ lâu lơ lửng trên bầu trời. Có múa hát, tiếng đàn véo von, mỹ nhân với trang sức màu đỏ đẹp mê người, y phục sặc sỡ duyên dáng, trương nhược trần tiến vào thần sơn, liền nhìn thấy minh hoa phường chủ ngữ thiên thừa, bái kiến sư tôn. Ngữ thiên thừa mặc một chiếc váy dài gen đen khêu gợi. dáng người đầy đặn, làn da trắng như tiết như ẩn như hiện trong chiếc váy mỏng. Đôi chân dài thẳng tắp, đứng dưới một gốc trường sinh huyết thụ treo đầy linh đăng. Cùng kính hướng trương nhược trần hành lễ, nàng sử dụng cây thông làm công cụ, lấy âm nhạc tu đạo. Từng bái sư trương nhược trần học tập âm luật, chỉ bất quá, lúc ấy nàng cũng không biết, bái sư chính là trương nhược trần đoạn cơ duyên trời đất xuôi khiến này đã trực tiếp đưa nàng đẩy lên vị trí phó thành chủ thiên hạ thần nữ thành có thể nói được ích lợi vô cùng trương nhược trần thu liễm khí tức biến hóa dung mạo chính là bộ dáng lão giả lúc trước ngữ thiên thừa bái sư hắn thời điểm hắn nói thiên thừa người tham dự tục sự quá sâu làm trễ này tu hành bây giờ cảnh giới chỉ thượng vị thần sợ là khó đảm đương vị trí phó thành chủ a đổi lại trước kia ngữ thiên thừa đã là to gan nhào vào ngực trương nhược trần thể hiện sự mềm yếu của mình hoặc giả vờ bộ dáng đáng thương vô luận như thế nào đều là muốn bảo trụ vị trí phó thành chủ có quyền thế mới có càng nhiều tài nguyên tu luyện nhưng trương nhược trần hiện tại uy danh cường thịnh cỡ nào ngay cả chư thiên cũng có thể chém ở trong mắt ngữ thiên thừa vị sư tôn này cùng những vị tu hành trăm vạn năm vũ trụ cự phách không có gì khác nhau nào còn dám giống như trước làm càn như vậy. Ngữ thiên thừa kinh sở, nói, đệ tử sẽ hướng bạch thần tôn từ đi chức vụ phó thành chủ. Tĩnh tâm tu luyện, không dám làm suy yếu đi uy danh của sư tôn, không tiến vào đại thần chi cảnh, người tối đa cũng cũng chỉ có thể sống hai cái nguyên hội. Ta trên âm luật chi đạo, kém xa ngươi, kỳ thật không dạy được ngươi cái gì. Nhưng, lúc trước nếu đáp ứng thu ngươi làm đệ tử, dù sao cũng phải tận sư đồ trách nhiệm viên thần đan này, ngươi lại cầm lấy đi. Tương lai trùng kích đại thần lúc phục dụng. Trương Nhược Trần tại trong đan giới. Chọn lựa ra một viên thần đan thích hợp nhất với nàng. Đan khí nồng hậu dày đặc. Nội uẩn vô số tri thức mà đại thần cảm ngộ. Đa tạ sư tôn ban thường. Ngữ thiên thừa thủ sùng nhược kinh. Đôi mắt đẹp sóng gợn sóng gợn. Phương tâm khuấy động. Lấy địa vị của sư tôn hiện tại. Mình tại trong lòng ngài ấy vậy mà vẫn như cũ có một vị trí. Trương Nhược Trần nói dẫn đường đi, ngữ thiên thừa toàn thân tản ra minh hoa mùi thơm, eo nhỏ mông phong, đi ở phía trước, băng qua con đường u ám, cầu treo trên vách núi, hướng đỉnh thần sơn bước đi, trong thần nữ lâu, tu sĩ phức tạp, trương nhược trần tai thính mắt tinh, thanh âm từ từng cái phương vị truyền đến, người có nghe chưa, thi tổ trở về, đem cường giả thời cổ ẩn thân tại tam đồ hà quét sạch vô số. Và thi tộc chư thần đều là tiến đến để chiều bái thi tổ không phải cũng là cường giả thời cổ sao? Người biết cái gì? Đương thời chư thiên mặc dù đối với cường giả thời cổ không có hào cảm. Có nhiều kiêng kỵ, nhưng, việc họ có bị coi là kẻ thù hay không? Còn phải nhìn vào tác phong làm việc của các vị cường giả thời cổ này. Đế trần đối với lượng tổ chức cùng cường giả thời cổ cỡ nào tàn nhẫn. Nhưng, lại đem tinh linh thủy nữ vương thu làm đế phi, gia tộc hiên viên, hiên viên đệ nhị, đều được thiên đình vị thiên tôn kia công nhận giống huyết tiệt bán tổ nhân vật kia, đoạt xá trở về, trước tiên liền muốn thôn phệ tộc nhân của huyết thiên bộ tộc. Tự nhiên là không thể lưu, thì tổ trở về, chuyện thứ nhất lại là thanh lý Tam Đồ Hà, bình định loạn cục sau khi Tam sát đế quân chết, địa ngục giới chư thần như thế nào không sùng kính, thiên đình vũ trụ cũng không yên ổn, đã phát sinh một chuyện kinh thiên động địa, người nói chính là oa hoàng cung chi chiến sao? Còn có chuyện gì lớn hơn chuyện này sao? Đã có tin tức xác thật một vị thiên của phong tộc, trong trận chiến này đã vẫn lạc, thật là loạn thế mà trong vạn nguyên hội chưa từng thấy qua. Chư thiên đều liên tiếp gặp tai kiếp, một nửa trong số 10 vị thần vương thần tôn khó mà kết thúc yên lành. Đoạn đường này, Trương Nhược Trần nghe được rất nhiều tin tức chấn động, và sau đó xác nhận với Ngữ Thiên Thừa, tin tức của thần nữ thập nhị phường, chuẩn xác hơn so với những lời đồn đại này, không đến mức bị lan truyền lung tung. Ngữ Thiên Thừa nói, thì tổ hoàn toàn chính xác xuất thế, mà lại trên tam đồ hà, cùng hoàng tuyển đại đế giao thủ qua. Hiện tại, thì tộc chư thần đã là vì đó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Quỷ tộc cùng cốt tộc cũng có thần linh tiến đến tiếp. Thủ đoạn so với vị tu la thần điện kia cao minh nhiều lắm. Theo thái cổ thập nhị tộc xuất thế, hoàng tuyển đại đế từ hắc ám chi uyên trở lại thượng giới. Trương Nhược Trần cũng chẳng ngạc nhiên, nhưng, khi không có phong đô đại đế chân giữ hoàng tiền đại đế chắc chắn là mối đe dọa cực lớn đối với quỷ tộc. Khiến tam đồ hà trở nên vô cùng bất ổn. Hết lần này tới lần khác địa ngục giới chư thiên. Đã muốn bảo vệ tinh không phòng tuyến. Lại phải đối kháng thái cổ thập nhị tộc. Muốn kiềm chế hoàng tiền đại đế. Chỉ có thể mượn thi tổ chi thủ. Trương Nhược Trần thầm đoán. Ở giai đoạn này địa ngục giới. Hẳn là sẽ lôi kéo thi tổ. Ngữ thiên thừa lại nói. Phong tộc vị chư thiên kia. Rất có thể thật vẫn lạc thần tọa tinh cầu bên ngoài bàn cổ giới bị dập tắt. Bàn nguyên cổ thần chiến phủ tích thiên, có thể thấy rằng cuộc tấn công vào oa hoàng cung, hẳn là giữa những nhân vật cấm kỵ trong thiên địa. Cụ thể là ai? Thần nữ thập nhị phường dò xét không ra, chỉ có các vị cao tầng thần linh của thiên đình mới hiểu. Khoảng cách đỉnh thần sơn, còn có ba tầng cung huyền, trương nhược trần dừng lại bên một thác nước rộng trăm trường. Và nhìn chằm chằm vào phía bờ bên kia của dòng nước xiết. Chỉ thấy năm vị nữ tử thanh lệ mặc đạo bào màu trắng, dẫn đầu bởi một phụ nhân trung niên cấp bậc đại thánh. Đi về phía một tòa cung huyền, tiếng nước ầm ầm, sương mù bốc lên nghi ngút, ánh mắt của Trương Nhược Trần xuyên qua hơi nước, nhìn chằm chằm nữ nhân đang đi ở phía sau, mông nùng uyển chuyển yêu kiều, tựa như tiên nữ, ngữ thiên thừa cũng nhìn lướt qua, cười nói, năm vị này hoàn toàn chính xác đều là tối thượng đẳng, là thiên đình vũ trụ bên kia đưa tới sư tôn đã biết, càng là loạn thế, nữ tu sĩ bị bán vào thần nữ thập nhị phường cũng càng nhiều. Đều là vận mệnh nhiều thăng trầm, có sư tôn cùng bạch thần tôn danh khí uy hiếp, đối không ít tu sĩ tới nói, thần nữ thập nhị phường chính là nơi trú ẩn an toàn. Tự nhiên các nàng phần lớn đều là chủ động đến đây đầu nhập vào. Mỗi một lần thần chiến, đều có thể gây ra sự suy tàn của hàng trăm hàng ngàn môn phái. Vương Triều Hưng suy, tộc đàn hủy diệt tinh cầu đánh mất sinh cơ, mất đi mẫu giới thần linh che chở, mệnh của các nàng như cỏ rác, có thể tới thần nữ thập nhị phường, vận mệnh đã coi là không tệ. Trương Nhược Trần chỉ vào vị đạo cô cuối cùng trong năm vị nữ sĩ mặc đạo bào kia. Nói, nàng tên gọi là gì? Có thể gọi là thượng đẳng. Tu vi tự nhiên không tầm thường. Nữ tử mặc đạo bào kia tu vi đạt tới đại thánh cấp độ. Sớm đã lọt vào mắt của ngữ thiên thừa. Ngữ thiên thừa, nàng gọi thanh quân xuất sinh thiên đình vũ trụ mộ giới sau khi thời gian thần điện điện chủ mộ dung hoàn bị sư tôn vạn ngã mộ giới phụ thuộc vào mộ dung hoàn mộ lọt vào chia cắt của mấy tòa thế giới lân cận thành quân vốn là triều mộ đế quốc công chúa của mộ giới đế quốc hủy diệt nàng lọt vào vô số cừu gia truy sát sau nhiều lần lẫn tránh mới chạy trốn tới thần nữ thập nhị phường tìm kiếm che chở sư tôn ánh mắt thật sự là cao minh Thanh Quân được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân tại mộ giới. Đi vào bất tử thần thành, càng là diệm áp quần phương, nàng bản thân tu đạo, khí chất cực kỳ thanh tao, có nhiều vị bất tử huyết tộc thần linh coi trọng nàng. Nhưng muốn cưới thần nữ thập nhị phường bồi dưỡng danh hoa. Nào có dễ dàng như vậy, nàng tu luyện thiên tư cực cao, xem như trọng điểm thần linh đến bồi dưỡng. Trương Nhược Trần nói, đêm nay ta muốn điểm hoa, chỉ nàng, ngữ thiên thừa ngơ ngẩn cho là mình nghe lầm bạch thần tôn ngay tại thần nữ thập nhị phường sư tôn làm sao còn điểm hoa thanh quân coi như xinh đẹp đến đâu có thể so sánh đến với bạch thần tôn sao lại nói ngữ thiên thừa đối với mình mỹ mạo cũng là có lòng tin lại không thể để cho sư tôn tâm động sư tôn nếu là điểm nàng nàng tuyệt đối là ngàn chịu vạn chịu làm sao điểm không được sao trương nhược trần nói ngữ thiên thừa tập trung ý chí trong lòng lại có một ít ghen ghét nói đệ tử sẽ đi thương lượng với nàng thấy trương nhược trần ánh mắt dần dần lăng lệ ngữ thiên thừa ý thức được chuyện này không có chỗ thương lượng lại nói đệ tử cam đoan đêm nay đưa nàng đưa đến sư tôn gian phòng nữ tử mặc đạo bào tên thanh quân này giống như cảm nhận được cái gì quay người nhìn lại nhìn thấy trương nhược trần cùng ngữ thiên thừa đứng tại bờ bên kia thác nước nàng sinh ra dự cảm bất tường thầm nghĩ hẳn là bị khám phá không ngay cả bất tử huyết tộc thần vương đều không thể nhìn thấu biến hóa của ta. Bọn hắn làm sao có thể nhìn rõ? Trương Nhược Trần đi vào phụ cận đỉnh thần sơn trong một tòa thần đăng cao 7 tầng. Thấy A Lạc đã sớm chờ ở chỗ này. Cùng lúc đó, Thanh Quân đi vào một tòa tiểu viện Thanh U phía nam thần sơn. Nơi này cũng là địa bàn của thần nữ lâu, chỉ là hoàn cảnh không giống nhau, để thỏa mãn nhu cầu của các tu sĩ khác nhau. Nàng nhìn quanh hai bên, để xác định không có tu sĩ nào theo dõi trong trúc chế đình viện vang lên một thanh âm trầm hậu người đang lo lắng cái gì có bản hoàng ở đây có thể tự ngăn cách hết thầy thiên cơ đừng nói bất tử thần điện hạ hoàng triều coi như bất tử chiến thần xuất quan cũng tuyệt đối không cảm giác đến bất luận cái gì mánh mối thanh quân nói lúc ta đến tựa hồ bị người để mắt tới thật sao là ai thanh quân nói phó thành chủ của thiên hạ thần nữ thành còn có một lão giả cảnh giới tu vi của lão già kia đạt đến đại thần cấp độ nhưng khá lạ lẫm cũng không biết có lai lịch gì một cái đại thần mà thôi không đủ uy hiếp trong đình viện thanh âm trầm hậu kia bình đạm mà nói trương nhược trần một mực không có hiện thân khẳng định là cùng hư phong tẫn đang mưu đồ bí mật đối phó la đỗng la không thể nói trước thiên mỗ sẽ chạy tới không có khả năng chờ đợi thêm nữa trước bắt bạch khanh nhi đêm nay liền động thủ hừ vị phó thành chủ mà ngươi nói tới. Hãy cẩn thận ứng phó. Đừng phạm sai lầm, bản hoàng đang bị trọng thương nặng. Không cần thiết phải xuất thủ, thì nên tránh ra tay. Thanh quân nhìn những lá trúc đang đung đưa. Vừa thấy ngữ thiên thừa đang chậm rãi đi tới với nụ cười trên môi. Hết chương 3767 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.